Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, tìm không ra chứng cứ, Tô Lâm phải đẽo chân cho vừa dày. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp tại sân bay Nội Bài, Hà Nội đã tròn một tháng. Vào ngày 7 tháng 12, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, tại kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, đã nhắc lại căn cứ ban đầu để khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Đó là dựa trên kết quả điều tra của vụ án Cường Quắt thuộc một băng nhóm chuyên cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát ven biển tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình định phát hiện hai vụ việc liên quan với ông Lưu Bình Nhưỡng. Công luận thấy rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình, ông Lại Hợp Mạnh, đã không nêu được chứng cứ cụ thể để chứng minh ông Lưu Bình Nhưỡng đã can thiệp như thế nào và tác động như sao vào cơ quan cụ thể nào, tạo điều kiện cho nhóm của Phạm Minh Cường hoạt động thu mãi lộ các doanh nghiệp ra sao. Ông Mạnh chỉ đưa ra lý do là Cường Quắt thường khoe là con nuôi của ông Nhưỡng làm chứng cứ kết tội đồng lõa cưỡng đoạt tài sản. Rõ ràng những chứng cứ đó quá non tay và thiếu tính thuyết phục. Việc đại biểu Quốc hội Nhưỡng khi nghe phản ánh của người dân, bất kể là ai, sau đó có đơn kiến nghị là đang thực hiện vai trò trách nhiệm trong tư cách là một đại biểu Quốc hội. Đại biểu của nhân dân, chứ không phải là đại diện cho một cá nhân, tức là Cường Quắt. Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng nhận được thông tin phản ánh về các vụ việc trái pháp luật, mà ông Nhưỡng không báo cáo cho cơ quan chức năng để xử lý, thì ông Nhưỡng đã không thực hiện đúng và đủ vai trò của một đại biểu Quốc hội. Theo giới quan sát, rõ ràng Công an tỉnh Thái Bình đang ngày càng bế tắc trong việc tìm ra các bằng chứng để mà kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng, một tiến sĩ luật, phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho đúng với pháp luật. Ban đầu, bằng chứng được cho là một cánh cổng của nhà thờ họ ở quê ông Nhưỡng, nhưng đã không chứng minh được. Rồi sau đó, Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình cũng chỉ công bố nghi vấn mờ nhạt về tội đồng lõa cướp đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng với Cường Quắt, nhưng nghe chừng cũng không xong. Mới nhất, tờ báo Lao Động vào ngày 13 tháng 12 đưa tin với tiêu đề ông Lưu Bình Nhưỡng từng chuyển đơn kiến nghị thi hành án số tiền khủng. Bản tin cho biết có hai văn bản và phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định. Theo giới thạo tin, đây là sự việc nghi ngờ ông Nhưỡng có thể đã bảo kê ở tỉnh Bình Định để mà trục lợi. Trong hai vụ này có một vụ liên quan đến thi hành án với số tiền lên đến 53,4 tỷ đồng. Theo tờ báo Người Lao Động, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Bình Định đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Định để chi trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long của thành phố Hồ Chí Minh theo bản án của tòa phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành. Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt giữ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vào ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài. Khi đó, ông không còn là đại biểu chính thức nhưng vẫn là trưởng ban dân nguyện. Văn bản thứ hai liên quan đến việc trích lục khai tử một người ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định không rõ. Vụ thứ hai này có liên quan gì đến việc đầu năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng từng đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ người nào chết thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế nhằm tránh lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế và chống thất thu thuế hay không? Trước đó vào ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị phối hợp rà soát cung cấp thông tin liên quan đến những văn bản kiến nghị phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý trả lời từ tháng 7 năm 2016 đến nay do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký. Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến việc ông Nhưỡng bảo kê cho con nuôi là xã hội đen Phạm Minh Cường. Đến ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, qua rà soát, tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi như kể ở trên. Liên quan đến việc bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng vào tối ngày 14 tháng 11, thông báo của Công an tỉnh Thái Bình cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho rằng là người đứng sau kế hoạch bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Công luận thắc mắc rằng không hiểu vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội với tội danh cưỡng đoạt tài sản
đặc biệt nghiêm trọng đến mức như thế nào và việc các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cho rằng ông Nhưỡng bảo kê cho con nuôi xã hội đen Phạm Minh Cường là như thế nào? Hay chỉ là vạch lá tìm sâu? Sự lúng túng trong việc đi tìm các chứng cứ công an tỉnh Thái Bình để buộc tội ông Lưu Bình Nhưỡng cho thấy họ đang làm một vụ án theo lối đẽo chân cho vừa dày. Đó cũng là lý do ngay từ đầu phản ứng của dư luận nói chung nhận xét vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị nhằm vào một người hay gây rắc rối cho đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin bắt Lưu Bình Nhưỡng tìm không ra chứng cứ, Tô Lâm phải đẽo chân cho vừa dày. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Tổng Trọng dám cứng đầu với họ Tập trong chuyến thăm Việt Nam? Đó có phải là sự thắng lợi hay không? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Hai bên đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó lãnh đạo hai đảng nhà nước khẳng định khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai và có ý nghĩa chiến lược. Truyền thông quốc tế thì cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình có mục đích tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, một quốc gia cũng ý thức hệ cộng sản với Trung Quốc. Trước khi ông Tập đến Hà Nội, tờ báo Nhân dân và một số tờ báo khác của Việt Nam đã đăng một bài viết được cho là ông Tập Cận Bình gửi đến, trong đó ông Tập ví von chuyến thăm này giống như họ hàng, láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em, hai nước núi liền núi, sông liền sông, như môi với răng. Theo giới quan sát, đây là một thông điệp của ban lãnh đạo Trung Nam Hải cho thấy họ muốn khẳng định sẽ tiếp tục kìm Việt Nam chặt chẽ hơn. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam trong lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12. Một nội dung đáng chú ý trước chuyến thăm được giới phân tích và cộng đồng mạng tranh luận rất nhiều, đó là khái niệm cộng đồng chung vận mệnh mà ban lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra và kiên trì hơn 10 năm qua. Đột nhiên phía Trung Quốc lại thay bằng một cụm từ khác, đó là cộng đồng chia sẻ tương lai. Khái niệm này được coi là ít đòi hỏi khắt khe hơn và cũng giúp giảm bớt sự phản đối của dư luận xã hội ở Việt Nam trong nguy cơ Hà Nội trở lại vòng cương tỏa của Bắc Kinh một lần nữa. Vì sao hai bên lại đi đến nhất trí xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai thay cho khái niệm cũ là cộng đồng chung vận mệnh? Theo một hãng tin quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về các vấn đề chính trị và chiến lược của Việt Nam từ Viện Israel của Singapore cho rằng khả năng người dân Việt Nam chấp nhận chung vận mệnh với Trung Quốc là rất thấp, thậm chí là không hề có. Ông Hiệp đã nhận định như sau: sự mất lòng tin của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng sâu sắc và theo quan điểm của người dân Việt Nam còn rất ít hoặc không có chung vận mệnh giữa hai nước, chừng nào Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra nhận xét cộng đồng chia sẻ tương lai và cộng đồng chung vận mệnh giống nhưng cũng khác nhau. Ông Hà Hoàng Hợp giải thích, ý đồ của Trung Quốc là vẽ lên một bức tranh về thế giới nhằm mục tiêu thách thức trật tự thế giới đã có từ năm 1945. Đây là điều quan trọng nhất, mà cái ý đồ thách thức này gồm hai phần. Trung Quốc muốn xây dựng một trật tự thế giới mới, Trung Quốc muốn dẫn dắt lãnh đạo trật tự mới này. Đấy là hai ý đồ căn bản của phía Trung Quốc. Trên mạng Facebook, trước, trong và chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phản đối và đưa ra cảnh báo về chuyến thăm này. Công luận thấy rằng đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam hiện nay thể hiện sự thực dụng nhưng không khôn ngoan, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tranh giành ảnh hưởng đối với Việt Nam. Đại đa số người dân Việt Nam bày tỏ thái độ công khai chống Trung Quốc cả trên mạng xã hội cũng như trên đời thực. Điều đó chắc chắn có ảnh hưởng tới đường lối cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tạo ra mối đe dọa do chế độ. Do vậy, lãnh đạo Hà Nội đang cố gắng tạo ra sự cân bằng trong việc đi dây và giảm nhiệt áp lực của dư luận. Người dân Hà Nội đã từng biểu tình phản đối Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam vào những năm 2017.
việc Hà Nội được Bắc Kinh phải thay thế khái niệm cộng đồng chung vận mệnh bằng khái niệm mới là cộng đồng chia sẻ tương lai. Dù không khác nhau về bản chất nhưng rõ ràng đây là một thắng lợi của phía Việt Nam, ít nhất là về mặt ngôn ngữ. Điều đó cho thấy thái độ của lãnh đạo Việt Nam vốn luôn ở tâm thế răm rắp tuân theo Bắc Kinh, nay tỏ ra dám cứng đầu hơn. Nhưng cũng có thông tin cho rằng ngôn ngữ dùng khi dịch cho tiếng Việt khác nhau, nhưng thực chất thì vẫn là một. Điều đó phần nào cũng cải thiện được về mặt tâm lý đối với người dân Việt Nam vốn không chấp nhận mối quan hệ quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy Hà Nội đã chuẩn bị một chiến lược được cân nhắc kỹ, vừa giảm bớt tâm lý bài Trung Quốc của người dân, vừa đảm bảo thế cân bằng cho quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong lúc cạnh tranh giữa hai cường quốc này đang ngày càng căng thẳng. Một hãng tin quốc tế lưu ý tiếp, vào thời điểm này, truyền thông của đại lục vẫn kiên định sử dụng cụm từ cộng đồng chung vận mệnh để mô tả sự thành công trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cảnh Bình. Điều đó càng khẳng định thêm cho nhận định vừa nêu trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Trọng dám cứng đầu với họ Tập trong chuyến thăm Việt Nam là sự thắng lợi hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de